Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh bán hàng bên Huân Hòa nhé. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt wifi cho cái đầu BTS 9650. Thì đây là cái giao diện chính của nó. Các bác xem video nhớ cho em xin một like để ủng hộ kênh bên em nhé. Đầu tiên đây là cái giao diện chính của nó. Các bác vào phần cài đặt, mật khẩu nó là 12345, xác nhận. Đó, thì trong cái vùng cài đặt này nó sẽ có cái phần kết nối. Thì nó sẽ ra một loạt các cái wifi ở bên phải này. Thì các bác chỉ việc kích vào, ví dụ kích vào như thế này và gõ mật khẩu ra 1122, xóa. Đây, ví dụ như này, đây wifi em đây. Kiểm tra, đang kiểm tra đó. Sau khi các bác kích vào chọn nó lưu lại là xong. Nó chờ một lát nó kiểm tra. Đây, khi bác kết nối xong thì nó sẽ ra hình như đây, bên ngoài audio connect này, tức là đã kết nối xong. Sau đó bác thoát ra để kiểm tra bằng cách là mình vào YouTube này. Đấy. Thì nó sẽ lên một loạt các cái bài hát bên trong của cái phần YouTube này, có nghĩa là đã kết nối wifi thành công. Ok, vào đây bác thử link. À, xem nào. Thử bài xin còn gọi tên nhau này. Đó. Đây xin còn gọi tên nhau đây, bài mình sẽ click lên trên qua bài để kiểm tra xem là đường truyền mạng ok chưa. Đây xin còn gọi tên nhau này, đó đây là bếp trọng hiếu. Thế là cũng như vậy là mình đã kết nối xong phần wifi cho cái đầu S9650. Bác nào mà không hiểu thì comment bên dưới em sẽ giải đáp thắc mắc cho các bác, nó rất là dễ. Em cũng sẽ giới thiệu luôn cho anh em cách tải bài hát mới bằng cách là mình vào phần bài mới này. Thì trong cái mục đây nó sẽ có mục bài đã tải, bài thứ hai là bài chưa tải. Mình kích vào bài chưa tải thì trong cái danh sách này nó sẽ có rất nhiều bài nó đang ẩn như này. Đây, ẩn như này. Thì mình thích bài nào mình có kích vào đây, chọn tải, nó sẽ hỏi là bài hát chưa được tải, chọn có để tải, mình có thôi. Đây, tải này. Đấy. Đây là cách chọn từng bài một. Còn thích thì mình có thể tải cả trang này luôn được. Mình có kích vào tải trang, ấn có này. Đấy, nó sẽ tải một loạt xuống. Nó sẽ tự động lưu vào trong ổ cứng luôn. Đó, rất là dễ. Đây là cách tải bài hát. Rồi, ok. Các bác nào không hiểu thì hãy comment bên dưới, em sẽ hướng dẫn các bác cách tải. Ngoài ra trong cái mục cài đặt này thì nó có một thêm một tính năng nữa. Đó là phần để mà chúng ta các bác cập nhật cái danh sách bài hát chưa tải và bài hát đấy, gọi là phần cập nhật bài hát mới ấy. Thì các bác vào phần cũng làm như em thoát ra này, vào phần bài cài đặt này, mật khẩu 12345 này, xác nhận. Thì trong cái mục hiển thị đầu tiên này nó sẽ có cái phần quét nhạc này, cập nhật này, quét nhạc này. Thì các bác chỉ việc vào kích vào phần cập nhật nó sẽ tự động cập nhật, sau đó nó sẽ sau khoảng 5 đến 10 phút nó sẽ tắt đầu đi và khởi động lại. Đấy là cách cập nhật về phần bài hát mới. Có một cách nữa đó là phần cập nhật cho YouTube. Kích vào đây. Khi bác vào phần cài đặt này, vào phần thông tin này, nó sẽ có cái mục cập nhật đây, thì bác kích vào đây. Cũng sau 2-3 phút nó sẽ cập nhật xong và nó sẽ tự động khởi động lại là xong. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bác đó là ba cái mục chính. Đó, đầu tiên đó là phần cài đặt wifi, cái thứ hai là tải bài hát mới, cái thứ ba là cập nhật bài hát, cập nhật cái danh sách bài hát mới cho cái đầu này và cái cập nhật riêng cho YouTube. Đó, cái bốn cái hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bác bốn cái phần để cập nhật trong cái đầu S9650. Rồi, ok, chúc các bác thành công nhé. Các bác xem video nhớ em xin một like để ủng hộ kênh bên em nhé, hoặc là comment bên dưới đặt câu hỏi. Ok.